tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Quảng An, chợ Yên Phụ, chợ Nguyễn Cao, quận Hai Bà Trưng, chợ Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm, cùng một số hệ thống siêu thị, mận Mộc Châu bắt đầu được bày bán với mức giá cao, đắt nhất lên đến 100.000 đồng 1 kg. Một số tiểu thương cho biết, trên thị trường Hà Nội hiện nay, chủ yếu đang bày bán loại mận cơm của Lạng Sơn và mận hậu Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong đó, giá mận hậu dù rẻ hơn đôi chút so với đầu tháng 4, song vẫn ở mức cao và dự báo sẽ chỉ giảm nhanh khi mận vào chính vụ, khoảng tháng 6. Mận hậu Mộc Châu được chia làm hai loại với kích cỡ và giá bán khác nhau. Mận loại 1 quả to chín đều, có giá từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg. Loại 2 với quả nhỏ và xanh hơn, giá 60 đến 80.000 đồng 1 kg. Còn mận Lạng Sơn giá dao động từ 30 đến 50.000 đồng 1 kg. Lý giải nguyên nhân giá mận Mộc Châu cao, nhiều tiểu thương thông tin. Hiện giá mận đầu mùa nhập tại vườn dao động từ 45 đến 55.000 đồng 1 kg, cộng thêm chi phí vận chuyển từ Mộc Châu xuống Hà Nội, thì giá đầu vào loại 1 đã gần 100.000 đồng 1 kg. Mận đầu mùa không chỉ được bán tại các chợ dân sinh, siêu thị mà còn xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội Facebook, theo cân hoặc theo set. Đáng nói, ở trên chợ mạng, mặt hàng này có giá cao hơn hẳn, dao động từ 150 đến 200.000 đồng 1 kg.